Đảng dân chủ tự do cầm quyền tại Nhật Bản đã hứng chịu thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử lập pháp. Kết quả này được đánh giá là đòn giáng mạnh đối với đảng uh, dân chủ cũng như là kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử vào mùa thu năm nay của thủ tướng Suga Yoshihide. Các ứng cử viên của đảng LDP cầm quyền đã chịu thất bại trước các ứng cử viên nhận được sự ủng hộ của đảng dân chủ lập hiến đối lập trong cuộc bầu cử thượng viện tại Hiroshima. Bầu cử thượng viện bổ sung ở Nagano và bầu cử hạ viện bổ sung tại quận 2 của Hokkaido, tỷ lệ cử tri đi bầu trong các cuộc bầu cử này cũng thấp ở mức kỷ lục tại Hokkaido và Nagano, trong khi tại Hiroshima, con số này là hơn 33%, mức thấp thứ hai trong lịch sử. Thất bại trên được đánh giá là đòn giáng mạnh đối với đảng LDP khi đây là những cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi thủ tướng Suga nhậm chức. Hiện chính quyền thủ tướng Suga cũng đang hứng chịu sức ép của dư luận liên quan tới cách thức ứng phó dịch Covid-19 cũng như bê bối mua phiếu bầu và nhận hối lộ của các nghị sĩ đảng LDP tại Hiroshima và Hokkaido.